Lý kính chào quý vị. Lý mời quý vị nghe cái bản điện văn số 118 giữa thân phụ và thân mẫu bà Trần Lệ Xuân với một cái người đây là lời người dịch bản ghi nhớ này từ các hồ sơ giải mật viết bởi Phó Giám đốc Đông Nam Á Sự vụ tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Cuộc nói chuyện này diễn ra 3 tuần sau khi luật sư Trần Văn Chương, thân phụ của bà Nhu, từ chức Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, và bà Trần Văn Chương, thân mẫu của bà Nhu, từ chức quan sát viên của Việt Nam Cộng Hòa tại Liên Hiệp Quốc. Ghi nhận từ lời bà Chương nói với cái ông đó, đó. Đây là đây là những cái điều Ly đọc toàn bộ nhé. Toàn dân Việt Nam đều căm ghét chế độ ông Diệm. Bà Chương đã tổ chức biểu tình chống nhà Ngô trước tòa Bạch Ốc. Bà Chương kêu gọi cộng đồng Việt khi thấy bà Nhu là lấy xe tông liền, nếu không thì cũng nên ném trứng thối và ném trứng và cà chua. Bà Chương gọi bà Nhu là đồ quỷ vật, gọi ông Nhu là hung nô và gọi ông Diệm là kẻ bất tài. Ông Chương và nhiều nhà hoạt động đang bàn tính về một chính phủ lưu vong để lật đổ nhà Ngô. Bản điện văn 118 kèm với bản dịch này, bản Việt dịch thực hiện bởi cư sĩ Nguyên Giác. Bắt đầu bản dịch. Bản ghi nhớ về cuộc nói chuyện giữa giám đốc nhóm ở Việt Nam gì đó với bà Trần Văn Chương. Hoa Thịnh Đốn, ngày 16 tháng 9 năm 1963, lúc 8 giờ tối. Bà Chương, thân mẫu của bà Nhu, gọi tôi nhiều lần trong ngày và bảo tôi tới thăm ngôi nhà mới của bà để bàn một vấn đề rất quan trọng đối với bà. Khi tôi tới đó lúc 8 giờ tối, tôi thấy một mình bà thôi, tôi không thấy ông Đại sứ Trần Văn Chương. Dù ông đã gọi tôi hồi sáng về một vấn đề liên hệ chính phủ bí mật. Bà Chương nói với tôi bằng giọng ẩn mật rằng nhiều người Việt từ tất cả các phía đã yêu cầu chồng bà hãy lãnh đạo một chính phủ đoàn kết quốc gia. Khi tôi hỏi cụ thể tên người, bà nhắc tới tên ông Nguyễn Tôn Hoàn, Đại Việt ở Paris, Phạm Huy Cơ, Lưu Vong Paris, và sau đó có Bùi Văn Thinh, cựu Bộ trưởng Nội vụ và Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản. Bà nói rằng chồng bà không bao giờ muốn dính vào chính trị lưu vong, nhưng bây giờ áp lực vào vợ chồng bà quá lớn từ quá nhiều người Việt để phải làm điều gì mà bà đang xem xét ý kiến đó và muốn có lời khuyên của tôi như một người bạn. Tôi nói dĩ nhiên rằng tôi không có lời nào để cố vấn, ngay cả với tư cách cá nhân, để đưa ra, nhưng tôi nghĩ chúng tôi muốn được thông báo về các diễn biến này. Tôi nói rằng tôi giả sử như bất kỳ chính phủ nào được dựng nên cũng cần duy trì bí mật. Bà hỏi rằng Mỹ có sẽ ủng hộ một chính phủ như thế không? Tôi trả lời thẳng, chỉ nói rằng, tôi không trả lời thẳng, chỉ nói rằng tôi nghĩ một chính phủ ra mặt sẽ có được bất kỳ sự công nhận nào trong khi chính phủ ông Diệm vẫn nắm quyền ở Sài Gòn. Bà nói bà đang nói về một chính phủ bí mật và sự hỗ trợ bí mật. Tôi không trả lời bà gì hết, mà chỉ nói rằng mong muốn được bà thông báo các diễn tiến. Bà Chương nói rằng trước đó bà đã tuyên bố với cộng đồng người Việt ở New York và Washington, những người thường xuyên tới gặp bà để xin hướng dẫn và tư vấn, rằng khi vợ ông Nhu tới, họ nên lái xe cán lên bà Nhu. Nguyên văn là bằng tiếng Anh hay tiếng Pháp, ở bằng tiếng Anh đi đóng được. Và rằng nếu họ không có thể làm như thế, bà như thế họ nên ném trứng và cà chua vào bà Nhu bất cứ khi nào bà Nhu xuất hiện ở công chúng. Bà Chương trước đó đã tổ chức một cuộc biểu tình trước tòa Bạch Ốc với nhiều người Việt tham dự mới đây. Và bà có khả năng tổ chức biểu tình chống đồ quỷ vật, tức là mẹ gọi con gái là đồ quỷ vật. Đại sứ Trần Văn Chương trước đó đã gọi tôi hôm nay đến để nhấn mạnh rằng bà Nhu không có lý do gì để được các viên chức cao cấp Hoa Kỳ tiếp đón. Lúc này mẹ con Lệ Xuân đang đi giải độc cho nhà Ngô.
Đặc biệt là Tổng thống Mỹ, nếu bà Nhu biết bây giờ rằng bà sẽ không được tiếp đón, bà Nhu sẽ không có vẻ gì muốn tới. Lý do bà Nhu tới chỉ là nói chuyện với các viên chức cao cấp, còn báo chí và TV chỉ là thứ yếu. Thêm một điểm nữa được tiết lộ, tuy có vẻ như gián tiếp bởi bà Trương, Hoa Kỳ đang mất bạn nhanh chóng ở Việt Nam và đang phản ứng quá chậm để đối phó với tình hình ở Việt Nam. Chỉ có một giải pháp duy nhất là loại bỏ cả Diệm và Nhu. Mỹ có trách nhiệm phải làm như thế vì chế độ ông Diệm chỉ tồn tại duy nhất nhờ Mỹ hỗ trợ. Tất cả người dân Việt đều ghét chế độ ông Diệm, Nhu. Nhu là một thằng hung nô, nguyên văn bà Trương nói tiếng Pháp. Diệm là một kẻ bất tài, thì Mỹ chờ cái gì nữa? Tôi tìm lời kiềm chế bà khéo léo trong khi giữ được sự tin cậy của bà. Nguồn Bộ Ngoại giao Mỹ, hồ sơ Trung ương bí mật viết bởi một cái ông vào ngày 17 tháng 9 năm 63 trên một phó bản của bản ghi nhớ này gửi lên Bạch Ốc, gửi lên tòa Bạch Ốc, thành viên Hội đồng An ninh Quốc gia viết đời sống gia đình tại Việt Nam và viết kế bên lời bà Trương đe dọa lái xe cán lên con gái của bà. Đó là những gì mà chế độ Ngô Đình Diệm đã để lại cho hậu thế. Ly xin chào quý vị, Ly cảm ơn quý vị ạ.